Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình làm một cái video so sánh về hai cái dòng động cơ cầu bé các bạn nhé. Động cơ cầu bé, đặc điểm của cái động cơ cầu bé đấy chính là trục nhông của nó. Trục nhông này là trục nhông 16 răng này. Đấy. Đây. Đều là trục nhông 16 răng các bạn nhé. Đấy, kích thước này y chang nhau, đều lắp vào cầu được hết. Mình không nói về phần trục nhông này nữa nhé, vì hai phần này đằng nhau. Bây giờ mình nói đến cân nặng và kích thước. Thì đối với cái con động cơ 2000W ấy, thì cân nặng của nó là 7,6 kg. Còn con động cơ 1500W ấy, của nó là 7 kg. Đấy, hàng này tất cả theo như định giá về định lượng về công suất ấy, thì đến cuối video em sẽ chốt. Còn đây là nhà sản xuất đánh là 2000, còn đây là 1500. Thì trước tiên sẽ xét về kích thước. Thì về kích thước chiều dài thì con động cơ 2000W của nó có kích thước thân động cơ nhé là 15,5 cm, đo tính bề mặt. Còn kích thước con động cơ 1500W, kích thước thân động cơ không tính lồng quạt nhé. Con 1500W thì nó có lồng quạt, còn con 2000W thì nó không có lồng quạt. Đây, như các bạn đang để ý này. Đấy, đấy là chính là cái ưu và nhược điểm. Thì con 1500W thì kích thước là 13 cm, 13,5. Con 2000 là 15,5. Vậy là cái kích thước về chiều dài thì là chênh nhau 2 cm, 13 và 15. Đấy là kích thước không tính lồng quạt thân động cơ đấy. Còn kích thước đường kính ấy, thì con này vỏ nhôm bằng mặt này luôn này. Con này vỏ cũng vỏ nhôm nhưng cái phải bề mặt này thì nó sẽ cách ra khoảng 1 cm, có nghĩa là khi mình đo ở trên này mình sẽ phải trừ đi 1 cm, mỗi bên là trừ đi 2 cm. Thì con này thì kích thước đường kính động cơ nó rơi vào khoảng 14,5. Đấy. Tức là nó chỉ tương đương khoảng 15, thì nó sẽ chỉ khoảng 13 cm thôi. Nếu mình tính cái vỏ này. Tính như vỏ nhôm này. Đấy là 13 cm. Còn đối với cái con 1500W bên mình đang hay bán đây. Đấy, bên mình đang hay bán ấy, thì kích thước vỏ nó phun tràn luôn là 14 cm. Đấy, có nghĩa là một con là 13, cái con 2000 này thì là 13, còn con 1500 thì là 14. Cái con 2000W thì thị trường nó đang mới nổi lên. Đấy, cho nên là bên em có nhập về một ít để đánh giá cho các khách hàng xem là định lượng cái công suất để tự đánh giá. Đấy, thì con này nó khoảng 14 năm thì nó sẽ khoảng là 12 năm. Đấy, trừ đi. Còn con này vỏ nó phun. Đấy, thì nó là 14. Có nghĩa là thằng này nó nhỏ hơn thằng này 1,5 cm. Đây các bạn nhìn cái G đây này. Cái G là nó xuống rất là sâu. Cái bề mặt nó rất là to nhưng cái thân trong nó lại nhỏ lại như này. Còn cái thằng 1500W là bằng luôn, cho nên khi mình đo ở ngoài này là kích thước chuẩn luôn. Còn đo ông 2000 này phải trừ đi luôn. Đấy. Đấy. Thì theo như nhà sản xuất đánh giá thì ông này là 2000. Đó, ông này là 1500. Thì theo như cái đánh giá của mình bán hàng ấy thì thường thường nếu mà chênh nhau đến 500W công suất ấy, thì ít nhất công suất cân nặng nó phải chênh từ 1 kg đến 2 kg. Ví dụ như là con 1000W ấy, thì nó có 5 kg thôi. Còn con 1500 ấy, thì nó 7 kg. Nếu tính như mình ấy, thì con 2000 thì nó phải là 9 kg. Tuy nhiên thì hiện tại con 2000 này chỉ được có 7,6 kg thôi. Đấy. Thì tất nhiên là nó sẽ còn trừ thân vỏ. Thì theo như mình đánh giá cái con này nếu như mà công suất
thực thì chắc chỉ được tối đa là 1.800W là hợp lý. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá cao nó bởi vì nó nặng cân hơn, nó nặng hơn 6 lạng, cho nên là mình vẫn đánh giá là con này khỏe hơn con này. Tuy nhiên khỏe hơn đến 500W thì chắc là không được. Tất nhiên là đấy là đánh giá về mặt định tính, chứ còn về mặt điện thì nó còn nhiều yếu tố. Đây, con này là 2000W, dòng là 42A. Đấy. Còn con này là 1500W. Đây. 48V, 1500W. Đấy. Thì các bạn mua hàng thì đánh giá theo cân nặng thì nó sẽ đỡ bị ảo. Nó đỡ bị ảo bởi vì bên Trung Quốc ấy, thì các bạn thích in bao nhiêu người ta sẽ in như các bạn bấy nhiêu. Đấy. Ví dụ như con này bạn thích đặt hàng, bạn bảo nó ghi 2500 là nó sẽ làm cho các bạn 2500. Đấy, tuy nhiên thì mình bán hàng thì mình thường thường sẽ so sánh các cái kích thước và cân nặng. Đấy, là mình suy ra được là nó thật hay không. Thì một số bạn là mua những cái dòng nhỏ nhỏ thì có một số bạn hỏi mình ấy, cái con kiểu như thế này mà nó ghi 2000W mà nó còn nhỏ hơn cả con này nữa ấy, thì nó chỉ tầm khoảng 5 đến 5 cân rưỡi ấy, thì các bạn cứ xác định đấy nó chỉ khoảng 1000 đến 1200W thôi, thì không lấy đâu ra công suất thật đâu. Còn con này 1500W của nó là 7kg cơ. Đây nhá, mình cân cho các bạn xem này. Đây, 7kg. Đấy. Còn con này thì đây. Đấy, con này là khoảng 7,6kg. Con 2000W này. Đây là thông số của nó này. Đây là đánh giá sơ bộ về hai cái dòng động cơ này. Tốc độ thì nó cũng tương đương nhau, khoảng 3.500, 3.300 cho đến 4.200 tùy các bạn chạy công suất. Hai loại này đều là 60V. Tuy nhiên thì các bạn nào yêu tốc độ ấy thì có thể chạy 60V, chạy 72V đều được cả, không có vấn đề gì hết. Đấy. Các bạn thích chạy nhanh thì có thể chạy lên 72V, tức là nó khoảng 6 bình. Rồi mọi chi tiết liên hệ đặt hàng thì xin liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây mình dùng cái đồng hồ đo tốc độ này đo vòng tua trên cái con động cơ ấy nhé. Số bình là 5 bình các bạn nhé. 5 bình là 60V này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay thử. Đấy. Vòng tua của nó là 3600 vòng trên phút. Ở giải tốc độ là 60V các bạn nhé. Nếu bạn nào muốn nhanh hơn thì có thể chạy ở giải 72V. Thì nó sẽ khoảng 4200 đến 4500 vòng trên phút.